bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Corashop 24 giờ. Như các bạn cũng đã biết, Hàn Quốc là một đất nước nổi tiếng về các sản phẩm về sức khỏe cũng như làm đẹp. Và rất nhiều các chị em phụ nữ thì gọi điện đến cho Ngọc Hoa hỏi rằng tôi đang có sản phẩm cao hồng sân 365 và không biết là tôi sử dụng sản phẩm thì liệu tôi có đẹp hơn không? Tôi có xinh hơn không? Vâng, để không các chị em không chờ lâu thì Ngọc Hoa đầu tiên sẽ giới thiệu cho các chị em phụ nữ các sản phẩm cao hồng sân 365. Đây chính là hộp sản phẩm của chúng ta. Các bạn có thể nhìn thấy một hộp vuông này. Nó gồm có hai lọ bên trong các bạn nhé. Mỗi một lọ là 240g cao hồng sâm. Và chúng ta nên uống vào buổi sáng sau khi ăn sáng từ 30 đến 45 phút nhé. Và chúng ta sẽ sử dụng một thìa ở trong hộp cao này. Sau đó pha cùng với nước ấm uống, nó sẽ rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Và đặc biệt nữa là các chị em cũng nhớ không được uống sản phẩm cao hồng sâm 365 sau 7 giờ tối nhé. Tại vì sao mà Ngọc Hoa lại nói rằng sản phẩm cao hồng sâm 365 có thể giúp cho chúng ta xinh đẹp hơn? Đấy là bởi vì trong cao hồng sâm có rất nhiều các thành phần dưỡng chất quý giá, đặc biệt là thành phần scenzona. Nó giúp có tác dụng chống lão hóa rất cao, nên là giúp cho da của chúng ta luôn trắng hồng mịn màng, làm mờ các vết nám cũng như là vết đồi mồi tàn nhan. Ngoài ra, khi chúng ta sử dụng cao hồng sâm, nó sẽ giúp tăng cường chức năng giải độc cho da, nên là các bệnh như là dị ứng, mề đay, mẩn ngứa, đặc biệt là việc nóng trong người nữa, nó sẽ gây cho chúng ta bị mụn trứng cá nhiều, nó sẽ được giảm thiểu cái tối đa, khiến cho chúng ta có một làn da mịn màng, hồng hào, trắng trẻo và căng bóng, giúp tuổi thanh xuân của chị em phụ nữ của chúng ta được kéo dài hơn. Làm đẹp không chỉ là chúng ta có một làn da đẹp mịn màng mà còn phải có một cơ thể khỏe mạnh nữa, đúng không ạ? Vậy thì khi chị em phụ nữ chúng ta sử dụng cao hồng sâm 365, nó giúp tăng cường hoạt động của tuyến yên cũng như là tuyến vỏ thượng thận, nên nó sẽ giúp cải thiện chu kỳ kinh nguyệt của chị em phụ nữ, khiến cho chị em phụ nữ chúng ta khi mà vào cái thời kỳ kinh nguyệt hay bị đau đầu, hay bị khó chịu, hay đặc biệt là chứng dụng tóc nữa, nó sẽ được giảm thiểu rất là nhiều và nó hỗ trợ điều trị cho chị em phụ nữ chúng ta, nhất là cái chứng đau bụng. Khi chúng ta sử dụng cao hồng sâm, nó điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt, cái việc mà chúng ta đến chu kỳ kinh nguyệt bị đau bụng sẽ không còn nữa. Thế thì khi các bạn sử dụng cao hồng sâm 365, nó sẽ giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng cũng như tăng khả năng miễn nhiễm đối với một số các loại bệnh lặt vặt khi chúng ta giao mùa. Thường xuyên mà cứ đến thời điểm giao mùa hay thay đổi thời tiết mà chị em phụ nữ với chúng ta thì công việc này, con cái này, gia đình này, cơ thể chúng ta được bị suy yếu rất nhiều, dẫn đến khi thời tiết giao mùa chúng ta thường xuyên bị đau đầu hay bị sổ mũi hay bị hắt hơi, cơ thể mệt mỏi, dẫn tới là da xấu, người không còn đẹp nữa. Vậy thì khi chúng ta sử dụng cao hồng sâm 365 thường xuyên sẽ giúp cho chúng ta tăng sức đề kháng, tăng khả năng miễn nhiễm cũng như là tăng hệ miễn dịch của chúng ta, cho nên chúng ta có một cơ thể đẹp hơn nhờ chúng ta khỏe hơn. Vâng, đấy là lý do vì sao mà Ngọc Hoa có thể trả lời cho các chị em phụ nữ là cao hồng sâm có tác dụng rất tốt đối với việc làm đẹp cho chúng ta, không chỉ có một cơ thể đẹp mà còn có một cơ thể khỏe nữa. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cao hồng sâm 365, các bạn có thể truy cập vào website corashop24giờ.com, liên hệ với chúng tôi qua phần chat online hoặc theo số hotline 0979149256. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn làm sao để sử dụng cao hồng sâm hiệu quả nhất và đúng nhất cho sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.